Ngoài thời tiết rất là lạnh thì cảm ơn hai bố con đã tin tưởng Di Can Minh Số và bây giờ lại về Thái Bình. Rất là vất vả thì chúc hai bố con lên đường bình an nhé. Vâng ạ. Chú cứ về đi, chiều là bên cháu có mặt dưới Thái Bình ạ. Hai bố con khá là vất vả. Đây, chúng ta cùng nghe giọng của chú rất ngọt ngào, quê miền Thái Bình. Rồi có bộ loa G4000. Cấp mấy ngày rồi nhá. Ok, chú đánh giá nghe tại đây hay không chú? Vâng, chú đánh giá rất là tốt. Ok, thì bộ của chú là G4000 này, X7DC, Submonter và chú nâng cấp thêm cho mình bộ mic VK321 ạ. Nhạc rất hay, sống động. Cảm ơn hai bố con đã chốt bộ, chiều nay bên cháu sẽ về lắp cho chú. Muốn lên xem tận nơi. Thế lên đây trải nghiệm thấy yên tâm không em? Yên tâm rồi ạ. Vâng, còn chú ạ. Vâng, đấy, hai bố con lên nghe tận nơi thì rất yên tâm về combo loa G4000, đẩy X7DC, Submonter, rồi mic VK321. Đó, vâng, thì cái này thì bên cháu sẽ sắp xếp lịch rồi về lắp đặt tại Thái Bình. Vâng, có hai bố con và khách ở dưới Thái Bình đi xe máy lên tận nơi nghe trực tiếp combo loa G4000, Submonter và đại X7DC ạ. Ngày chủ nhật với em tiếp rất là nhiều các đoàn khách, đây là đoàn khách đầu tiên. Hai bố con dưới Thái Bình lên đi rời khá là lạnh. Và bên em cũng đang test cặp G4000 cho hai bố con nghe đấy ạ. Nẻo đời muôn vạn lối, yêu nhau vì lời nói, mến nhau thêm sức vào, sống động hơn, dày hơn, lực hơn. Dặn gió lần cuối sẽ trao cho mình. Dạ. Vâng, hai bố con đi từ dưới Thái Bình lên là từ mấy giờ anh? 8 giờ. Từ 8 giờ, đi mất gần 2 tiếng ấy nhỉ. Vâng, trời thì khá là rét. Hôm nay cuối tuần được nghỉ. Nói chung là thời gian khá là thoải mái thì hai bố con lên tận nơi xem bộ dàn bên em đang setup. Và hai bố con cũng thích cặp G4000, X7DC, giờ Submonter. Thì bên em cũng đang test cho hai bố con nghe tận nơi trải nghiệm. Chú đã theo dõi bên cháu lâu chưa? Lâu rồi ạ. Qua trang nào chú? Chú là theo dõi qua TV điện thoại. Vâng. Rồi trên đấy là có YouTube. Vâng. Vâng. Zivic cho em thanh niên đây nghe cho nó bạo lực trên combo loa G4000 mà hai bố con đã lựa chọn ạ. Tuyệt vời không? Rất tuyệt vời luôn, tất cả các thể loại nhạc.